Hi, xin chào mọi người đã trở lại channel của mình là Gách đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft. Không phải thử thách của các bạn fan mà cũng không phải là thử thách sinh tồn. Hôm nay mình sẽ đi tham quan một cái map vậy. Phải nói là rất là mới của Minecraft map mới ra đó các bạn. Thì mình sẽ tham quan cho các bạn xem thì map này nó có cái gì. Ok, thì cái rương này nó không có chứa gì ngoài mấy cái hộp vàng với lại bột phẩm. Mình không biết đó là cái tự gì các bạn thấy không. Nó có một cái hình dấu cộng màu vàng này, hạt vàng, rồi xung quanh thì bao bọc bởi các phẩm màu. Rồi bên đây thì cũng vậy luôn, nhưng mà bên đây khác một cái là nó có vàng luôn. Hay là ăn chợ một ít đem về cho Hero Buy các bạn. Không biết là hắn sẽ cho mình cái gì đây. Ok, mình sẽ ăn chợ một ít vàng. Không phải ăn chợ đâu, tại vì vàng để ngồi mà chắc chắn là phải cho mình rồi. Mình có công đi tham quan map mà đúng không các bạn. Ok, let's go luôn các bạn. Mình sẽ cho các bạn thấy là cái map này có cái gì nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ đọc từng. Ồ, cái này là map nước ngoài các bạn, không phải map của các bạn Việt Nam gửi đâu. Đây là map mình tìm được ở trên Minecraft map. Cần câu cà rốt. Vậy là ui taxi các bạn. Oh my god, có taxi luôn. Rồi, tháo cái sợi dây của heo ra. Rồi chúng ta sẽ đi taxi nha các bạn. Rồi, taxi. Cho nó ăn phát nè. Rồi. Ồ, cái này là cái gì? Phải taxi không? Ủa, này không có hiện tên. Để xem. Donkey. Ngựa với lại lừa, mình sẽ chọn ngựa đi. Ok. Wow. Rồi, cho mày luôn này heo. Đấy. Đi ngựa nhanh hơn. Nên đi cái hướng nào ta? Ở đây có một ngôi làng nữa các bạn. Wow. Để xem. Ông nhân làng thợ công cụ. Đây cái lò rèn. Wow, sao cắt nhiều đồ vậy? Thời gian đi mà cắt nhiều đồ vậy trời. Rồi, mình sẽ tham quan khu làng. Ở đây có một cái chuông. Ồ, đây là một cái làng cũ các bạn. Các bạn biết cái làng cũ ở Minecraft phiên bản 1.12.13 trở xuống không? Thì mấy cái làng này làng cũ nè. Đấy các bạn thấy chưa? Làng 1.14 thì mình làm mấy cái làng mới, xây nhà mới. Wow, có đường tàu lửa luôn. Ui ui, khoan. Sao trong đó một cái hopper vậy? Rồi, đi tiếp thôi. Villager TV and Radio. Mắc con ngựa. Radio hả? Là gì đây? Thấy có một cái rương rất là nhiều đồ luôn. Đấy các bạn nhìn này. Ok đi. Rồi, tiếp tục thôi. Bên đây cái gì đây? Bên đây có một cái ngôi nhà. Ui, có xe mỏ nè các bạn. Ngon. Rồi, ok. Chúng ta let's go thôi. Ui, sao chậm vậy? Đi hết nổi luôn bạn. Chắc là mình phải đập cái chỗ này ra rồi tới cái chỗ đường ray bên đây này. Rồi. Rồi, đường ray này thì dễ đi hơn. Ui, mình đang chơi chế độ game mod. Mình phải chuyển qua chế độ survival các bạn. Let's go. Wow. Để em chỉnh cái tiếng xe mỏ nó nhỏ lại nha. Cái nào ta? Khối này chỉnh. Khoan, cái khối không liên quan, chắc là khối nhạc. Cũng không được đúng không à? Môi trường. Không, cũng vậy luôn. Có cái chỗ nào ta? Thôi, giảm cái âm thanh lại hết nha các bạn. Ok, wow, cái xe mỏ, mình rất là thích đi xe mỏ phiên bản này các bạn. Nhìn nó nhanh nhanh hay sao đó. Wow, một cái lâu đài khổng lồ. Đấy, nếu các bạn muốn tham quan thì mình sẽ để link map này ở dưới để các bạn vào chơi nha. Dụ bạn bè vào chơi các kiểu cho nó vui. Ủa, mình đang đi đâu vậy? Ui. Sao mình không lên cái lâu đài? Wow, các bạn thấy không? Một cái đồng hồ khổng lồ. Đây là cái lâu đài. Lâu đài gì đó. Ui, lắc rồi. Mình đang đi vòng cái đồng bằng này các bạn ơi. Mình không biết là nó dẫn mình đi đâu nữa. Cầu mong là nó đừng dẫn mình đi đâu xa quá. Các bạn thấy cái thanh kinh nghiệm của mình không? Đấy, cái thanh này nè. Nó không có hiện cái thanh lên luôn. Mà nó chỉ hiện số thôi. Ô, dẫn mình tới một cái ngôi làng khác các bạn à. Ui, đây là cái gian làng cũ nè. Cho nha, chưa biết đây là gian làng cũ nha. Gian làng thì... Vẫn còn đi được. Ô, mình không biết mình đang đi đâu luôn á trời. Nếu mà xa quá thì chắc mình phải về lại thôi. Kinh nghiệm của mình là 1 2 3 1 2 3. Vậy là 1 tỷ kinh nghiệm đúng không? Đây để mình đếm 1 2 3 1 2 3 là hàng trăm nghìn nè. Chỉ có 1 tỷ thôi, 1 tỷ kinh nghiệm thôi đúng không? 1 tỷ nè, 1 2 3 là hàng trăm nè, 1 2 3 là hàng nghìn nè, hết hàng nghìn nè, 1 2 3 là hết hàng triệu nè, rồi ba hàng tỷ nè đấy. Nó dẫn mình tới mấy ngôi làng. Wow. Oh my god, một cái cổng địa ngục rất là đẹp luôn. Đi tiếp thôi. Để xem cái cổng địa ngục này có gì.
một ô có một cái lâu đài nữa các bạn à, một cái cổng địa ngục kim tự tháp, lâu đài gì đó trời. Bây giờ nó dẫn mình đi đâu mình cũng không biết nữa. Cái map này khá là rộng đấy các bạn, đi xe lửa hoài luôn. Hay là cái map đây là map xe lửa ta, chắc là vậy các bạn. Mình thấy nãy giờ đi toàn đi xe lửa để ngắm cảnh không à. Ok tiếp tục. Ta đã tới một cái cổng khác rồi. Rồi xong, vậy là hết rồi các bạn. Chắc là mình phải về để đi cái ngõ khác thôi. Cái ngõ này dẫn cái ngõ ra một cái chỗ khác các bạn ơi. Ok, mình let's go, mình về lại thôi. Với kênh truyền hình Minecraft của Gat. Đây là một cái chỗ đèn như các bạn. Mình thấy ở ngoài có một cái con người tuyết rất là to luôn. Đây. Giờ mình sẽ mở âm thanh to lại nè. Thôi, tiếng Anh thì mình bí rồi. Nói chung đây là một cái hotel các bạn à. Room 12, mình đang ở số phòng là 12. Ở đây là một cái phòng khách. Đây. Rồi, xuống thôi. Hình như đây là một cái chung, cái hotel phải nó to bằng gạt ngang bằng cái chung cư. Không có ngõ xuống ta à, bên đây. Trời cũng sắp tối rồi, chắc là mình vào phòng ai đó mình ngủ. Người ta không cho mình vào phòng khác các bạn. Một lần xuống là chúng ta phải đổi hướng đấy. Hết rồi. Wow, dân làng linh mục này. Linh mục là mấy ông trừ tà ấy các bạn. Rồi xong. Ok, mình sẽ vào nhà của ông thợ rèn ngủ một đêm. Rồi sau đó mình sẽ đi vòng vòng cái chỗ này thám hiểm các bạn xem. Ông có giường mất rồi. Mình đập giường ông ra mình ngủ luôn. Mượn tạm cái giường của ông. Ông leo lên của mình ông ngủ kìa. Leo trả giường lại thôi mà. Ngủ có đêm mà. Rồi. Đấy. Tức quá bỏ đi luôn rồi. Mượn có cái giường mà tức quá bỏ đi luôn rồi các bạn. Cái nhà gì đây. Wow, người ta trang trí rất là đẹp luôn. Đấy các bạn thấy người ta xây nhà đẹp không. Nhà của mấy ông dân làng. Wow, mình đang vào lâu đài này. Ông này ông bán cái gì. Một tờ giấy thì có để đổi ra tiền à. Chắc là tiền á, hạt vàng hả. Hạt vàng chúng ta có thể mua được bản đồ trống với cái kiểu. À hay là mình mua một cái bản đồ trống đi. Ok, mình sẽ lấy vàng để đổi này. Rồi mua cái bản đồ trống. Cái này nó dẫn mình ra cái chỗ nào trời. Ok, mình sẽ đi tham quan cái khu vực này. Chỗ này chỗ gì ta. Ông này ông bán gì đây. Bán cái gì đó mình không có rành tiếng Anh, mình không có biết. Bán cây cối cái kiểu luôn, chắc là nhà này là nhà kiểu bán cây cối cái cây kiểng thôi đấy, chắc là vậy đó. Không, toàn là gỗ với lại lá thôi. Ông này có bán đồng hồ này mà không cần đâu. Mình nhắn vào mấy cái nút tự nhiên ông dân làng ông kêu hè hò luôn. Ok chúng ta sẽ nhà đóng cửa rồi. Nhà này là nhà gì ta. Tiệm bánh các bạn ơi. Chúng ta sẽ mua bánh này. Bánh mì. Rồi ông này bán gì đây. Cũng bánh mì thôi. Ok nói chung tiền rất là nhiều nên là cái nhà bị sao vậy. Nhà này bị mắc hết bên rồi. Đây là cái bản đồ của một thành phố đây các bạn. To thế. Hồi nãy là mình đi ra cái khu vực này nè. Hình như cái khu vực này là nó hết đát rồi. Có một cái hồ bơi khổng lồ nè. Cái lâu đài của mình ở đâu ta. Khá là to các bạn à. Rất là to và đẹp luôn. Cái bản đồ phải nó nhìn vào rất là đẹp. Hình như mình đang ở đây đúng không. Mình đang ở chỗ này. Con người tuyết thì nó bên đây. Mình phải đi xa hơn nữa các bạn. Ok nói chung mấy cái chỗ nhà nó bị hỏng rồi. Không biết tại sao nữa. Cái lâu đài này nằm ở dưới một cái hang đá và nó rất là to luôn. Ok chúng ta sẽ tiến vào lâu đài cho các bạn xem nha. Oh my god, cái lâu đài của bằng vàng các bạn à, có vàng luôn. Dạo thế. Lối thoát à. Lối thoát là làm gì đấy. Cái lâu đài này là lâu đài gì các bạn, mình không biết nữa. Mình nghe tiếng zombie rồi. Các bạn nhìn này, ở dưới là một đống lửa luôn. Chi vậy. Ôi my god, cái gì vậy trời.
Các bạn thấy cái gì không? Lâu đài thật là ghê gớm. Chưa vào cái gì mà nó... Ồ, chết cha rồi. Mình bị trôi vô lại rồi, no. Ui. Ồ. Gì trời? Cái gì vậy trời? Khoan. Ở đây có một cái bí mật gì đấy. Đó rồi. Ui. Không cả, không sao, mình vẫn còn một chiếc mà. Đi tiếp thôi. Rồi, mình sẽ thám hiểm cái lâu đài này. Wow, hồi nãy mình bị gì đó các bạn à? Lâu đài nó thật ghê gớm các bạn. Ui, lên nè. Ấy, xe mỏ như thế này mới gọi là hấp dẫn đấy. Wow, cái gì vậy? Ui. Mình đi qua cái đồng hồ nó kêu lên các bạn à. Quá là hay luôn. And... quá là đã. Wow. Không ngờ có một cái map phải nó rất là tuyệt vời như thế này. Cũng là người nước ngoài luôn luôn làm những cái map chất lượng các bạn à. Cũng có những người Việt Nam làm map chất lượng nhưng mà mình chưa biết nhiều lắm. Bạn nào mà kiểu thích làm map đường tàu thì nhớ làm nhiều nha. Gửi cho mình để mình thám hiểm các bạn coi. Ngày xưa thì mình với thằng BK cũng có xây một cái đường tàu đấy. Một đường tàu lửa đấy. Mình bỏ cả gần 2-3 tuần ra để mình xây trang trí các kiểu luôn. Có gì xây đường dây thì mình còn mình thì trang trí. Các bạn thấy mấy con mình vẽ đó, trang trí hết đi. Nó kiểu mấy tập chơi là chưa trang trí nhiều, đẹp cho lắm. Rồi, nói chung là xong rồi các bạn. Lối thoát này. Wow. Chỗ này chỗ nào đây? Ui. Mình đi vào đây mình bị dính sợi dây comment block này nên là ở ngoài nó mưa luôn. Wow, mình bị dịch chuyển qua một không gian khác rồi. Mình dịch chuyển qua cái chỗ của văn lè luôn. What the hell hay vậy? Rồi, ui ra ngoài bình thường đây nè. Wow, cái map này hay nha, một cái lâu đài hắc ám. Một cái lâu đài hắc ám các bạn à. Rồi, nói chung là mình thám hiểm được như đây. Nếu mà các bạn muốn mình thám hiểm cái map này nữa thì nhớ like mạnh cho mình nha. Để mình tiếp tục thám hiểm các bạn xem nha. Còn rất là nhiều thứ để mình thám hiểm luôn. Các bạn thấy đằng sau mình là còn đường ray rất là nhiều không? Ok, lần này thì chỉ thám hiểm lâu đài thôi. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.